Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Nhí Vlog. Lời nói đầu tiên, Nhí xin gửi lời chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn có thật là nhiều sức khỏe và một ngày mới bình an. Chủ đề chia sẻ món ăn hôm nay thì Nhí sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn một cái bí quyết luộc bắp rất là ngon các bạn, rất là thơm luôn. Thông thường thì chúng ta luộc bắp rồi hấp bắp, cái cách như vậy thì nó không ngon các bạn. Để biết được cách của Nhí chia sẻ như thế nào thì Nhí xin mời tất cả các bạn cùng vào bếp tham khảo cái cách làm của Nhí. Để thực hiện được cái bí quyết luộc bắp ngon thì hôm nay Nhí có chuẩn bị 3 trái bắp các bạn. Nhí đi vô siêu thị mà Nhí thấy có cái trái bắp nè, nhìn cái màu nó rất là đẹp các bạn, nó tím kiệm tìm sim luôn. Và Nhí mua đây là một trái bắp Mỹ nữa. Tổng cộng Nhí có 3 trái bắp. Thì trước khi luộc cái bắp thì bây giờ Nhí sẽ sơ chế bắp các bạn. Nhí sẽ đi bóc hết cái vỏ bắp này nè, và Nhí sẽ cắt thành từng khoanh vừa ăn. Và các bạn cũng có thể hấp hoặc luộc nguyên trái cũng được nha các bạn, tùy vào cái sở thích của mọi người. Đây các bạn, Nhí đã cắt hết bắp ra từng khúc như thế này. Và trước khi luộc thì Nhí sẽ đi rửa sơ qua nước các bạn. Đây các bạn, Nhí cho cái thao bắp rửa trong vòi nước nè. Và Nhí sẽ kiểm tra xem cái bắp này nó còn dính gâu không. Nếu còn thì mình sẽ nhặt nó ra nha các bạn. Đây thì cái bắp này nó cũng không có dơ gì các bạn. Nó có một cái lớp vỏ bao xung quanh rất là dày luôn. Mình chỉ rửa sơ qua là được rồi đó các bạn. Và bạn nào mà biết cái tên cái bắp tím này là tên gì thì hãy chia sẻ cho Nhí biết nha. Nhí cũng mới thấy được 1-2 lần thôi. Không biết cái bắp tím này họ trồng ở cái vùng nào nữa. Nhưng mà nhìn nó đẹp lắm các bạn. Cắt ra thì cái hạt bắp nó ở trong nó vàng vàng, mà xung quanh ở ngoài thì màu tím, và cái cùi nó cũng có màu tím luôn. Đây các bạn, sau khi Nhí rửa và Nhí sẽ lặt mấy cái gâu bắp ra cho nó sạch. Bây giờ thì Nhí sẽ cho bắp vào nồi nè. Thì để luộc bắp ngon thì Nhí sẽ cho vào đây khoảng một ít nước. Nhí cho khoảng sắp sắp như thế này nè. Sau đó Nhí sẽ cho vào đây 200ml sữa tươi không đường. Và tiếp tục thì Nhí sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối với lại 4 muỗng cà phê đường. Bây giờ Nhí sẽ quậy lên cho cái phần muối đường này nó tan. Và bây giờ thì Nhí sẽ bắt lên nồi và nấu nha các bạn. Và nấu bắp như thế nào thì ngon và nấu bao lâu thì chín thì hôm nay Nhí sẽ chia sẻ cho các bạn hiểu luôn. Thì trong thời gian mà mình nấu như thế này nè, tùy theo cái số lượng ít hay nhiều, nhưng mà mình tính vào cái thời điểm mà nước nó sôi thì từ cái lúc mà nước nó sôi khoảng 10 phút sau là bắp đã chín nha các bạn. Và các bạn nấu bắp lửa nhỏ thì cái hạt bắp nó sẽ ngon và nó rút được cái nước sữa nè, đường muối vào, nó giúp cho cái bắp nó đậm đà hơn và nó ngon hơn. Và bây giờ Nhí sẽ đậy nắp khoảng 10 phút nữa và Nhí sẽ lấy ra nha các bạn. Đây các bạn, sau được 10 phút tính từ lúc nước sôi thì bây giờ cái bắp nó đã chín rồi nè các bạn. Lúc này thì cái bắp bay mùi rất là thơm luôn các bạn. Và lúc này thì các bạn thấy gì không, trái bắp nãy màu tím bây giờ nó ngã ra cái màu gì rồi các bạn. Nhìn cái màu nâu nâu luôn rồi, không còn màu tím nữa. Và cái nước sữa bây giờ nó ngã ra màu tím rồi kìa các bạn. Bây giờ thì Nhí đã kiểm tra thấy bắp chín rồi. Để cho cái bắp nó đặc biệt hơn, ngon hơn thì bây giờ Nhí sẽ đậy nắp và Nhí sẽ ủ cái bắp này trong vòng 5 phút nữa. Đây các bạn, sau 5 phút thì Nhí sẽ vớt bắp ra. Đây các bạn nhìn không, cái dĩa bắp nhìn rất là ngon luôn. Và cái trái bắp màu tím bây giờ cũng ngã ngã màu vàng luôn rồi các bạn. Cũng bó tay rồi, không biết lý do sao mà nó bay màu hết luôn. Chỉ còn cái cùi nó có màu tím thôi. Đây là một cái bí quyết luộc bắp rất là đơn giản. Nhưng bù lại kết quả thì rất là hoàn hảo và rất là ngon các bạn. Nếu các bạn thấy video Nhí hay, hữu ích, hãy để lại cho Nhí xin một like nè. Và giúp Nhí share những cái thông tin này cho bạn bè, người thân mình được xem. Và bạn nào lần đầu tiên đến với kênh thì hãy cho Nhí xin một lượt đăng ký kênh. Để Nhí có nhiều động lực hơn, chia sẻ nhiều cái món ăn ngon hơn để phục vụ cho tất cả các bạn. Đây các bạn nhìn cái cách luộc bắp như thế này thì các bạn nhìn nè. Cái hạt bắp nó căng tròn luôn và nhìn nó rất là mọng nước luôn các bạn. Rất là thơm luôn các bạn. Bây giờ Nhí xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với Nhí nha. Xin mời tất cả các bạn. Rất là ngon luôn các bạn. Cảm giác đầu tiên mà Nhí ăn cái hạt bắp á,
nó đậm đà nè, vị ngọt, vị mặn nè. Và ở trong thì nó mọng nước, nó thơm mùi sữa các bạn, rất là ngon luôn. Nhí nghĩ cái cách luộc bắp như thế này rất là ngon các bạn. Đặc biệt là những cái bạn nào mà thích ăn bắp luộc thì nên luộc theo cái cách này. Nhí nghĩ là rất là tuyệt vời. Nhí cũng chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái bí quyết cũng như cái cách luộc bắp như thế này thật là ngon, để gia đình chúng ta luôn có những cái món ăn mới cũng như những cái cách nấu mới để thay đổi khẩu vị thực đơn hàng ngày. Còn bây giờ thì Nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn.